Xin chào mọi người đã đến tham dự buổi MA của Seapad ngày hôm nay. Thì đây là chắc là buổi MA đầu tiên của Seapad bằng tiếng Việt đúng không ạ? Không biết mọi người có nghe thì mình rõ lắm không ạ? Nghe ạ. Xin chào anh Đức ạ. Vâng, đây là chắc là người đầu tiên, người Việt Nam đầu tiên mà join Seapad dưới vai trò join một cái MA của Seapad trên X dưới danh nghĩa là một co-host và một speaker. Thì không biết anh thấy anh cảm nghĩ hôm bữa anh buổi MA ngày hôm nay như thế nào? Anh cũng không có MA nhiều nhưng mà anh thấy space chia sẻ mọi người về ít á. Còn cái space mà kiểu dạng như này thì anh cũng không có space nhiều đâu. Nói chung hôm nay được lên đây với vai trò co-host thì cũng hy vọng là biết gì thì sẽ chia sẻ những cái gì mình biết, còn không biết thì mình sẽ nghe các anh em chia sẻ lại để mình học hỏi nhiều hơn, và cũng muốn lắng nghe nhiều cái cơ hội và mình cùng tìm hiểu một vài cái cơ hội sắp tới của thị trường như thế nào á. Anh chỉ nói như vậy thôi. Vâng, rất cảm ơn anh đã dành bớt thời gian của anh vào ngày cuối tuần như thế này để tham dự một buổi MA ở trên Seapad. Thì rất là nhiều người ở đây đang muốn lắng nghe những cái câu chuyện mà anh sẽ chia sẻ sắp tới trên Twitter của Seapad. Thì trước hết là em nghĩ là để khởi đầu chương trình ngày hôm nay thì mình sẽ bắt đầu một chút với việc giới thiệu giữa Seapad và bên chỗ tiền điện tử của anh Đức trước. Thì và những mọi người, rất cảm ơn mọi người, những listener ở đây đã bỏ thời gian và ngồi lắng nghe buổi MA ngày hôm nay cùng với Seapad và tiền điện tử tiền thuật toán. Nên để bắt đầu thì mình xin phép trước, mình giới thiệu trước, mình là Craby, Business Development Manager ở Seapad, và co-host ngày hôm nay của mình là anh Hoàng Kiệt Đức, co-founder của tiền thuật toán. Thì không biết anh Đức có thể giới thiệu trước về bản thân anh và tiền thuật toán được không ạ? Ok. Chào Craby với lại tất cả các anh em đang nghe trong cái MA của Seapad ha. Thì mình tên là Hoàng Thế Đức ha. Mình là sinh năm 1989. Cái background của mình là tốt nghiệp Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh. Mình học về chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp. Mình tốt nghiệp hệ chính quy của Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh. Cũng may mắn thì mình học siêng lắm. Mình tốt nghiệp ở trường ra loại Á khoa là top 2 trên 265 bạn trong cái khóa của mình đó. Cái bạn mà tốt nghiệp top 1 đó là bạn lớp phó lớp mình làm lớp trưởng. Và nói chung là nhờ cái làm lớp trưởng mình cũng có được nhiều cái network nó rất là tốt trong cái môi trường đó đó. Thì khi đây làm nó rất là dễ, tại vì các thầy cũng giới thiệu cho nhiều cái job đó. Và đối với mình đó, cái việc học và việc giáo dục nó rất là quan trọng anh em. Tại vì á, mình không nói gì là mình không có nói hay chê ba những người không học nha, nhưng mà học nó là cái nền tảng rất là tốt. Tại vì học đại học á, mình gặp được rất là nhiều, một trường đại học top ở Việt Nam thì các bạn biết á, là những người tinh túy nhất của cả 63 tỉnh thành dồn về. Thì các bạn sẽ gặp được nhiều mối quan hệ rất là tốt, trong có thể các bạn sẽ gặp được những con của các bộ trưởng ở trong đó luôn. Và các bạn học tốt thì các bạn sẽ có những cái network tốt, và có cái network tốt á, thì các bạn sẽ có cơ hội thăng tiến cho công việc sau này. Mình có thể ví dụ á, là những bạn vào đó, nếu bạn học giỏi các bạn có thể quen được con của ông lớn thì các bạn từ đó có những cái mối quan hệ để sau này các bạn xin việc vào các cái tập đoàn lớn rất là dễ. Có ra các bạn không cần phải bỏ tiền là sao ạ? Cái mối quan hệ chúng ta phải ươm mầm từ cái lúc mà chúng ta học đại học. Chúng ta học đại học và chúng ta giúp đỡ các bạn đó nhiều, giúp qua giúp lại thì chúng ta nhiệt tình đó, thì sau này người ta sẽ trân trọng chúng ta. Và cái cơ hội khi mà chúng ta đi làm á, thì các bạn đó đó, các bạn lên được chức vụ các bạn sẽ nghĩ đến bạn đầu tiên thôi. Cái của mình luôn nghĩ là cho đi á, mình cứ cho đi đi là các bạn sẽ nhận lại, cứ cho đi trước, đừng có nghĩ gì cả. Giống mình cứ chia sẻ, sau này đến khi các bạn lên lớn, lỡ các bạn nó lên làm cấp lớn, các bạn rút các bạn về làm trợ lý hoặc làm cánh tay phải của họ thì cơ hội chúng ta rất là nhiều ha. Và mình đánh giá cao cái việc mà chúng ta từ trong ghế nhà trường á, chúng ta phải học, phải cố gắng. Tại vì ở đó nó giúp cho chúng ta luyện cái tư duy á. Học đại học nó không phải là quá gì cao sang, nó chỉ là luyện tư duy cho mọi người thôi. Mình thì vào thị trường crypto là mình không phải là dân chuyên crypto, mình đã nói rồi đó, đó là mình học về xây dựng dân dụng và công nghiệp. Còn crypto mình tình cờ biết đến rất là sớm luôn. Mình đã từng đào coi sớm top ở Việt Nam 2016-2017 mình đã đào coi rồi, đào Bitcoin, và đã từng vận hành một cái xưởng đào Bitcoin á, đến vài chục tỷ, là mình là người vận hành trực tiếp luôn ha. Mình không phải là dân technical về IT, mình vẫn vận hành được. thì có thêm một bạn IT nữa với mình là vận hành cái xưởng đó. Cái thời điểm đỉnh điểm cái xưởng tụi mình đào là một ngày trừ hết điện nó được khoảng 200 triệu. Và cũng thời điểm đó mình đào thì mình phát hiện ra nhiều cái ngách trong ngành thị trường này rất là hay, và cũng có va vấp nhiều, cũng có mất rất là nhiều tiền. Và sau khi mình đào thì mình phát hiện cái thị trường này á, không những đào mình có thể stack coin nữa, và mình biết đến Masternode là biết đến group stack, và mình tham gia vào group stack là từ 2018 đến bây giờ nó khoảng 5 năm rồi. Tuy là không phải gì lớn nhưng mà tụi mình có nhiều kinh nghiệm tham gia, tại tụi mình là thực chiến á, có tham gia đào xong rồi chuyển qua từ group work á, xong chuyển qua group stack, và hiện tại cũng đang đào một số cái dự án. Có những dự án mình đã đào được khoảng 5 năm rồi và nó vẫn tạo dòng tiền rất là tốt, thì mình vẫn đang cố gắng làm và mình có phát triển thêm nhiều cái media phía dưới nữa. Thì hy vọng là được giao lưu nhiều hơn với anh em Seapad và anh em đang nghe ở trong buổi space. Thì mình chỉ giới thiệu đơn giản vậy thôi, tại buổi space buổi này cũng không có kịch bản gì á, thì mình nghĩ gì mình sẽ nói đó, nên đôi lúc nó sẽ không được trơn tru á, thì mong mọi người bỏ qua ha, tại mình ăn nói không có hay đó. Hết rồi. Không có chuẩn bị kịch bản gì, nhưng mà em thấy câu chuyện của anh rất là truyền cảm hứng cho những cái bạn mà có thể là khả năng là sẽ bước chân vào cái thị trường hoặc là cái môi trường Web3 như thế này. Thì không biết là như từ anh, mọi người đều biết là không có một trường lớp nào đào tạo về Web3 một mức trên ở Việt Nam cả. Thì một sinh viên ra trường và học một ngành khác như anh, như là ngành kiến trúc, và bước chân vào thị trường crypto như này, thì anh thấy cái rào cản lớn nhất là gì ạ? Rào cản lớn của thị trường của mình vào thị trường này là không có kiến thức, không có kiến thức gì cả, không có một cái kiến thức gì luôn, cũng không có cái gì, cũng không biết hỏi ai luôn, rất là khó. Thì như các bạn biết rồi, mình học một cái ngành nó không có liên quan gì. Nếu mà các bạn học IT á, các bạn vào đây nó rất là dễ. Khi mà mình tham gia skin in the game vào đây á, mình vừa như phải học lại tất cả, mình phải reset. Và con người của mình cũng rất là ham học hỏi, mình có đầu đọc rất là nhiều, mình đọc rất là nhiều tài liệu về các bạn cả tiếng Anh và cả nước ngoài cả luôn. Và mình hiểu, khi mình hiểu mình đào, đầu tiên cái việc cơ bản nhất của mình là mình tìm hiểu Bitcoin á, mình hiểu tại sao nó lại vận hành như vậy. Và mình đọc Bitcoin chỉ là hiểu Bitcoin thôi. Khi hiểu Bitcoin rồi mình bắt đầu chuyển qua hiểu Ethereum, nhưng mà mình không có đào Ethereum nhiều ha, có đào một đoạn thôi. Tại vì á, là thời điểm đó là tụi mình đào Bitcoin là nhiều hơn đào Ethereum. Ethereum đào không nhiều nha, cũng là đào sớm từ 2017 mà tụi mình đào bằng ASIC đó, tụi mình tập trung đào Bitcoin rất là nhiều. Ethereum thì có đào mà nó không chủ lực, tại vì cái tụi mình là đào tập trung đào Bitcoin và đào Zcash đó. Zcash là cái đồng nó phốt ra từ của như Bitcoin luôn ha, kiểu như Bitcoin là Zcash là đồng bảo mật đó. Thời 2016 Zcash nó nổi lắm, lúc đó nó nói là nó thay Bitcoin đồ luôn đó. Nó rất là mạnh luôn. Mọi người thấy là đào cái đồng Zcash đó và các cái đồng altcoin khác nữa mà chỉ có đào bằng ASIC đó. Nên tụi mình có cái mối quan hệ với thằng Bitman á, là cái thằng sản xuất chip đó rất là sớm. Trong thị trường này đối với các bạn á, hiện tại cũng đâu có đơn vị nào là đứng ra đào tạo chính thống cho mọi người về Web3 đâu. Các bạn nói là làm trong Web3, thực ra các bạn đều là dân Web2 hết, rất là khó luôn ha. Nên cái kiến thức để chuẩn chỉnh không có, mọi người phải tự học hết, bản thân mình cũng tự học. Thì khi mình tự học xong mình phát hiện á, nó rất là nhiều khó khăn, thì bắt đầu mình làm ra cái media và mình có định hướng cho các bạn khác, để các bạn trẻ sẽ đi nhanh hơn. Thay vì các bạn vẫn tốn cái con đường của mình lại đi từ một cái tìm hiểu từ cái sơ khai nhất, thì mình lại chia sẻ lại cho mọi người. Thì cũng chia sẻ dần dần vậy á, xong rồi mọi người ủng hộ thì mình bắt đầu được biết đến nhiều hơn. Thì bắt đầu mình cứ lại chia sẻ vậy, giống như mình cứ nói trong trường đại học á, lúc học mình cũng vậy thôi, mình cứ cho đi không có mất gì cả. Mà anh em cứ để ý đi, trong trường nếu anh em học giỏi, anh em hay chỉ các bạn học không giỏi, không phải là mình chê các bạn không học giỏi, nhưng mà các bạn cứ chỉ các bạn đó là làm điểm 10, sau rồi các bạn đó lòi một thời gian ra toàn là con của mấy ông rất là khủng luôn. Và từ đó các bạn mới có networking đó, nó sẽ giúp cho các bạn thăng tiến rất là nhiều trong sự nghiệp. Hoặc là khi bạn có sự cố gì á, những người bạn học đại học đó họ sẽ giúp đỡ bạn, nếu bạn đã từng có nghĩa bạn từng cho đi họ, có nghĩa là luôn cho đi mà các bạn không suy nghĩ á, thì chắc chắn họ sẵn sàng giúp đỡ khi bạn có sự cố gì đó. Cái quan điểm của mình như vậy, và trong định hướng crypto mình cũng luôn cho đi, và mình chia sẻ mọi người rất là nhiều năm nay đều như vậy. Và cũng mong là cũng may mắn là mọi người đón nhận, thì mình cũng được biết đến, cũng một số bạn biết đến và rất là nhiều bạn cũng nhắn tin, cũng làm quen, và một số bạn cùng cái tần số với mình đó thì cùng build với mình, và cũng may mắn là build được một chút, có một cái chút gì đó, nó một chút thành tựu nhỏ và cũng tạo được một ít thu nhập, và cũng kiếm được một ít tiền cũng khá. Thì đó là một vài cái mình thấy là rất là nhiều khó khăn trong thị trường, là anh em không biết kiến thức và kiến thức trong thị trường sẽ bị đánh cháo khái niệm rất là nhiều, anh em sẽ không biết cái đâu là chuẩn. Ví dụ một cái khái niệm cũng là group of stake nhưng mà người ta sẽ đánh cháo cho các bạn, cái landing người ta cũng nói group of stake thì các bạn sẽ không phân biệt được và người mới sẽ bị lừa hết. Ví dụ người ta tạo được một dự án, người ta lừa mọi người cái khái niệm, mọi người cũng sẽ không phân biệt được. Mọi người phải đọc thật nhiều và phải có mình không giỏi về tech thì mình phải có một bạn chuyên gia cố vấn về tech. Thì mình nói thiệt là mình không giỏi về technical, về IT, nhưng mà đi đồng hành với mình có một bạn thiên tài về IT thì bạn đó là cũng là top IT của một tỉnh, gọi là top thiên tài tài năng lúc học lớp 10, lớp 11 là đã là top của tỉnh rồi đó, top đầu của tỉnh đó. Thì bạn đó đồng hành cùng với mình thì mình học hỏi rất là nhiều. Thì mình nói mọi người là mình cứ cho đi rồi mình sẽ gặp được nhiều cái người cùng tần số với mình, là sẽ build cùng với mình và đi dài được với mình thôi. Những cái khó khăn đó mình gặp trên thị trường thì mình đã có chia sẻ cho mọi người trên cái kênh của mình, và như trên ít của mình cũng chia sẻ rất là nhiều. Mọi người thấy mình viết post rất là nhiều đó, thì cái thủ thuật cái nào biết được thì mình sẽ chia sẻ thôi. Rồi đó, những gì mình có thể chia sẻ với ra đi và anh em đang nghe Spy ở Seapad. Và câu chuyện đằng sau rất là cảm hứng về những cái rào cản ban đầu mà anh gặp phải khi mà anh bắt đầu bước chân vào thị trường crypto này, thì em nghĩ đấy là cái nguồn cảm hứng để cho anh thành lập lên cái kênh Tiền Thuật Toán rồi. Đúng rồi, cái Tiền Thuật Toán nó cũng là như vậy á. Thì về cơ bản là lúc đầu mình đọc cái khái niệm nó cũng mắc cười lắm, mà kể mọi người nghe cái này không kịch bản. Cái đầu tiên mình đọc thị trường, người kêu tiền điện tử, người kêu là tiền kỹ thuật số, người kêu tiền mật mã. Nhưng mà thật ra cái bản chất á, nếu mà Bitcoin á, là nó được sinh ra là từ mật mã, và từ mật mã và cộng với toán học nữa, thì đúng ra nếu mà Bitcoin phải gọi là tiền thuật toán mới là đúng á. Nó sinh ra được cái thuật toán, mà thuật toán là SHA-256 á. Cái thuật toán để giải mã Bitcoin 10 phút block á, nó là SHA-256. Thì đúng nguyên lý thì nó phải là tiền toán mới là đúng á. Thì mình thấy cái tên tới hay thì mình đặt luôn đó. Nhưng mà sau này tiền toán thì bên Tây họ gọi không được á, thì mình thấy là mình là để TTT á, nên mình có luôn cái tên là TTT cho nó dễ hơn. Là chỉ đơn giản vậy thôi, tụi mình là không, lúc ban đầu thì mình thành lập ra mình nghĩ là chỉ để hướng dẫn các bạn thôi, và cũng không nghĩ là ra tầm quốc tế, mình chỉ hướng dẫn các bạn cho Việt Nam, tại Việt Nam rất là nhiều, thì mình mới đặt là tiền thuật toán cho nó nghe nó dễ nhớ thôi. Thay vì đặt tiền điện tử nè, đây là đặt tiền mật mã nè, rồi tiền rất là nhiều, tiền ảo nè, rồi tiền đủ các thể loại tiền, thì mình quyết định là tiền thuật toán. Đó là mình cảm thấy nó chuẩn thôi, quan điểm của mình, nhưng mà có thể nó sẽ không chuẩn với nhiều người nha, tại vì Bitcoin á nó được giải mã bằng thuật toán SHA-256 á. Thì quan điểm của mình là như vậy, thì có cái tên đó luôn á, và mình chia sẻ mọi người về Bitcoin nhiều lắm. Mình là người bullish về Bitcoin rất là sớm, 2016 2017 lúc mà Bitcoin khoảng dưới 1.000 đô mình nói rất là nhiều luôn. Anh em lúc đó mình chưa có chơi ít nhiều đâu, ít thì mình chơi từ 2018 để làm airdrop thôi. Và mình có share mọi người thông tin, mọi người có thể search lên Facebook á, mọi người đánh tên Hoàng Thế Đức, mọi người kèm theo hashtag Bitcoin đi, chắc ra không dưới 1.000 bài viết của mình đâu. Không những là bài viết mình viết ở tường cá nhân mà viết ở tất cả các nhóm coi lớn nhất Việt Nam, mọi người search tên của mình đều ra. Mọi người search tên Hoàng Thế Đức chắc chắn sẽ biết mình viết rất là sớm luôn, rất là sớm luôn. Và mình bullish Bitcoin lắm, mình bullish đến lúc người ta chửi nhiều luôn á. Tại vì mình đọc về Bitcoin nhiều thì kiểu là mình cũng hơi FOMO đó. Nhưng mà may mắn là FOMO giai đoạn đầu đó, nên mình cũng không sao hết, mình mang vào thị trường khá là sớm. Vâng, em thì có kinh nghiệm đâu đấy khoảng 4 đến 5 năm trong thị trường thôi, nhưng mà trước đấy thì đúng là em cũng đã từng đọc khá bài viết liên của anh Hoàng Kiệt Đức đăng lên Facebook và đăng lên cả Twitter nữa, thì ngày đấy anh Đức cung cấp ra khá nhiều thông tin về thị trường Web3 như thế này. Thì em hỏi là anh đã có một kinh nghiệm research về thị trường và quan tâm thị trường của mình rất dài rồi, thì thị trường thông thường về một người liên quan đến research thì anh đâu là những cái chỉ số ở những cái mà khía cạnh mà anh quan tâm đến thị trường nhất tầm này, ví dụ như là về tiền điện tử này, thì anh quan tâm đến những khía cạnh nào nhất của thị trường để anh đánh giá là thị trường có tốt hay không, là tiềm năng hay không? Mình quan tâm thị trường nhất á, nếu là kinh nghiệm của mình ha, là mình quan tâm vào timeline. Cái quan trọng nhất của mình là mình quan tâm vào timeline, và cái nữa mình quan tâm vào vĩ mô của thế giới, chứ mình không quan tâm ngắn hạn. Đó là cái quan điểm cá nhân của mình nha, mình không quan tâm ngày mai giá bao nhiêu, nhưng mình biết cái timeline bây giờ nó là nằm ở đoạn nào của chu kỳ tâm lý, thì chúng ta sẽ rải cái phân bổ vốn ra, chúng ta đầu tư. Có nghĩa là chúng ta có thể đi ship hoặc đi gì, chúng ta phải đầu tư đúng cái dạng này để khi uptrend nó trả token đó, thì để chúng ta gặt hái được tốt. Thậm chí giai đoạn này chúng ta mua token dự án nó cũng là tốt. Cái quan trọng của mình là timeline nha. Còn cái research một dự án thì mình thấy các bạn cũng chả biết research, nhiều bạn sẽ không biết, mình không nói là tất cả nha, nhiều bạn không biết research đó, thì tụi mình cũng có tổ chức được các cái buổi họp rồi mình chia sẻ một cách research, và tụi mình đơn giản thôi. Research một dự án mình có một cái form đó, là nó 15 cái tiêu chí đó, và 15 tiêu chí đó thì tiêu chí thứ nhất là các bạn sẽ tra nó ở trang web nào, làm sao để đánh giá tiêu chí nó và cái kết luận tiêu chí nó như thế nào là đạt điểm. Mình đều chia sẻ miễn phí với mọi người hết trên kênh, mọi người biết thì những người nào chưa biết có thể vào đó để xem thêm. Tại vì về cơ bản kiến thức mình nghĩ là nên cho đi. Từ cái lúc mà bắt chân vào trường đại học mình đã nghĩ là luôn cho đi rồi, chả có vấn đề gì hết á. Và các bạn bè mình nói thiệt sự là thi mình cũng cho các bạn copy bài bình thường, mình không có nghĩ gì luôn á, không nghĩ gì luôn. Anh em thề với anh em là không nghĩ gì. Nhiều anh em sẽ nghĩ là copy bài nó học ngu sao cho nó 10 điểm, nhưng mình không nghĩ gì cả. Tại vì mình cho nó copy bài nó cũng sẽ không được 10 điểm, tại mình lớp trưởng mà, mình chỉ cần 10 điểm là sẽ được 12+, mà mình được 9 điểm thầy cho 10 điểm, mà được 8 điểm thành 10 điểm thì cỡ nào nó cũng không bằng mình. Nên nó copy bài của mình nó cũng thua điểm mình, mà ý mình đùa một xíu với anh em á, là mình không có nghĩ đến vấn đề là các bạn khác đâu. Các bạn cứ cho đi nhiều như vậy đi, đảm bảo luôn sẽ rất là nhiều bạn trong lớp đó quý bạn. Thì bạn cho đi, bạn không suy nghĩ mà, bạn cứ cho đi bạn không suy nghĩ, sau này rất là tuyệt vời. Khi ra trường mình được rất là nhiều bạn bè giới thiệu á, bạn bè học trường nó giới thiệu mình rất là nhiều job khác nhau luôn á. Và cái thầy mà mình viết sách, mình tham gia trường mình có viết sách thì thầy cũng giới thiệu cho mình đi dạy ở một trường đại học khác á, nhưng mình không có tham gia, và mình đi vào bên ngành xây dựng, rồi sau đó mình có rẽ nhánh vào crypto một xíu. Và cũng may mắn là mình từng là 2017 mình từng kiếm rất là nhiều tiền, nhưng mà thời điểm đó mình không có người cố vấn á, nên mình không giữ được tiền, thì cũng vấp ngã một đoạn đó, mà mình cũng đứng lên mình làm lại được. Thì sau đó cũng may mắn là đạt được tự do tài chính trước năm 30 mấy tuổi. Thì bây giờ mình hiện tại mình chỉ là quản lý bên xây dựng, mình có cổ phần tại mấy công ty của các bạn mình á, và mình quản lý không trực tiếp, quản lý công ty đó không trực tiếp ha, và mình đang quản lý một số cái job bên crypto và nhiều cái việc kinh doanh bên bất động sản. Và thời gian lại mình dành để cho ba con của mình và nói chuyện và giao lưu tất cả anh em thôi. Đó là những gì mình muốn chia sẻ với anh em. Cái quan điểm cho đi để nhận lại rất là em thực ra là em đánh giá rất cao những người quan điểm có những cái quan điểm này để cho đi, họ không quan tâm đến việc nhận lại, và cái việc nhận lại nó là cái điều mà cái kết quả đương nhiên nó sẽ xảy ra với những người mà cho đi như thế thôi. Thế nên là em thấy những cái hoạt động liên quan đến việc chia sẻ kiến thức với mọi người, và chia sẻ những cái tầm nhìn của anh với mọi người để mọi người trang bị thêm kiến thức trong thị trường nó rất là đáng giá, và em rất tôn trọng cái điều này. Thì nói qua một chút về thị trường đi, thì hiện tại em thấy gần đây là mọi người đều thấy thì hiện tại là thị trường hiện nay đang tăng trưởng rất mạnh. Bitcoin người đã chạm đến 38.000 rồi, và thì cái xu hướng bây giờ mọi người nó có một cái câu hỏi trong đầu đó là chết hay là hold. Bây giờ có nên bán xong rồi chết tiếp không, hay là bây giờ mình nên hold tiếp? Thì đây là quan điểm của anh, là trong thị trường này mọi người nên chọn cái điều gì, chết hay là hold? Đoạn này hỏi khó nha, cái đoạn này ra đi hỏi mình hơi khó, nhưng mà không sao, mình cũng thích rất là nhiều bạn hỏi khó vậy á. Thực ra các bạn hỏi câu hỏi khó này mà đúng là mình phải suy nghĩ là sao. Cái này của mình thực sự là mình ra đây không có chuẩn bị kịch bản trước nên mình trả lời nó sẽ không được trơn tru, mong anh em bỏ qua giúp mình ha. Thì giống như Ray nói là cái buổi AMA này là tiếng Việt đầu tiên, mình là người tiếng Việt đầu tiên á, nên lần đầu tiên nó sẽ có những cái va vấp, thì mong các bạn nghe, các bạn bỏ qua giúp nha. Cái nào mình mà nói không chuẩn thì các bạn có thể sửa lại giúp mình để mình hoàn thiện hơn. Giai đoạn này á, nó nằm ở lửng rất là khó. Cái này nó sẽ giống như đoạn 2019 á, là Bitcoin 2018 á, anh em nếu mình nói là bán ra để nó mua lại hay không thì nó rất là khó nha. Thì mình sẽ chia sẻ quan điểm của mình và các plan, thì để mỗi anh em sẽ có một phương án ứng phó thôi. Thực ra thị trường nó chạy như thế nào không ai có thể biết được, nhưng mà chúng ta phải plan cho nó. Nếu chạy phương án A thì chúng ta xử lý như thế nào, phương án B xử lý như thế nào, và đó là cái cách xử lý vấn đề của mình thôi. Mình đặt ra cái trường hợp để mình tìm cách xử lý. Thì giống như mình cũng hay nói là như vậy, cái vấn đề xử lý nó mới quan trọng, chứ còn chúng ta đoán đó mà chúng ta không phương án xử lý thì cũng chả có ý nghĩa gì. Cái đoạn này nó giống như đoạn 2019 đó. Thì anh em nhìn là 2019 thì 2018 thì khoảng ngày 18 tháng 12 2018 thì Bitcoin tạo đáy là 3.200 đô. Và sau đó nó bò lên, đúng không ạ? Nó bò lên đến 2019 thì nó bò lên đến 13.800 đô. Thì giai đoạn này á, nó cũng lửng á, nó tạo đáy là 15k năm rồi đó. Và nó đang bò lên cái vùng là 40k, gần 40k. Thì anh em thấy tương quan tỷ lệ nó giống như 2019 rồi. Quan điểm cá nhân mình thì nó sẽ bò lên khoảng 40-42k, nó sẽ rụng trước halving. nó sẽ có một sóng là điều chỉnh khoảng 30-50% từ 42k là nó điều chỉnh, nó rớt xuống á. Có nghĩa nó sẽ có một cây rất sâu vậy phải đi ngang và nó sẽ rớt xuống một đoạn nữa, và trước halving chúng ta sẽ thấy có một cú flash. Quan điểm cá nhân mình giữ là vẫn giữ quan điểm là nó sẽ có một cú flash nha, tại vì mình thích cái vĩ mô á. Mình tin là năm sau là năm sáu, là năm gọi là năm thực sự là các cái doanh nghiệp mới thực sự gặp khó khăn trong tài chính, tại vì các bạn biết giai đoạn này tiền rất là khó, thì tất cả người dân đều không muốn chi tiêu nhiều, anh em mình xài cũng phải suy nghĩ nhiều, thì có nghĩa là đây là toàn nền kinh tế đang đi xuống, thì vấn đề tiền để có nghĩa kinh tế đi xuống là tiền ăn, tiền uống cà phê, tiền đủ xăng còn không có, lấy tiền đâu để đầu tư thì nó cũng khó khăn, không phải đơn giản anh em ha. Nói là đầu tư thì nó phải có tiền chứ, đầu tư thì phải sao ạ? Phải là sao ạ? Phải lãi suất phải là ở đấy, lãi suất ở đấy để các ngân hàng họ cho chúng ta vay dễ hơn, họ nới tín dụng cho chúng ta. Cũng giờ ngân hàng thấy là thấy anh Hoàng Thế Đức đẹp trai quá, lâu ngày không thấy anh vay quá, giờ gọi có thể cho anh vay 10-20 tỷ này, anh ghé ngân hàng của em đi, em giải ngân nhanh cho anh. Thì lúc đó là Đức đẹp trai thì sẽ có 1.000 người giống như Đức đẹp trai được vay nhiều, thì chắc chắn nền kinh tế sẽ đi lên. Tại vì sao ạ? Mình vay được 10-20 tỷ mình sẽ đầu tư, mà mình đầu tư sẽ có người kiếm được tiền. Thì mình đầu tư đơn giản mình đi mua đất thôi, các bạn đi mua giới đất các bạn đã kiếm được vài trăm triệu tiền mua giới của mình rồi, thì các bạn được 1% rồi, anh em nghĩ đi, các bạn đã được 1% rồi thì các bạn có được tiền, các bạn lại đi đầu tư, lại tạo ra cái vòng tròn này, cuối cùng hàng ngàn người như mình tạo ra và rất là nhiều tiền, thì cái nền kinh tế đi lên. Thì chúng ta là thấy một cái bull market nó khá là đơn giản, nó không có quá khó nha. Mình không phải là dân về đại học kinh tế nên mình nói về kinh tế các bạn nghe hơi buồn cười một xíu, mình nói nó đơn giản nhất cho anh em hiểu á. Bull market là như vậy thôi, là nới rộng tín dụng, là anh em được vay nhiều tiền thôi, và anh em cấm được. Giai đoạn này anh em không thể cấm, không thể vay được thì nó là bia thôi, và nó đang tích lũy đi lên. Có nghĩa là năm sau mình nên nhìn vào lãi suất của Fed đó, họ đã cho đi ngang 2 lần rồi, khả năng mình nghĩ có thể là đi ngang tầm 6 tháng và sau đó giảm lãi suất, thì chúng ta sẽ thấy một cuộc khủng hoảng. Tuy nhiên nó không khủng hoảng như 208, nhưng mà cái định lãi suất bây giờ nó đang cao hơn 208, thì chúng ta sẽ có một đợt khủng hoảng nhẹ khi mà họ điều chỉnh. Thì mình nghĩ tại bây giờ anh em phải nhìn cái hệ thống ngân hàng vậy, nó vững chắc lắm, nó liên kết rất là vững chắc, nó không giống như 208. Thì để vỡ như 208 là không có rồi đó, mình khẳng định là không có. Và cái này nó cũng nhiều cái trái chiều lắm, bên cả nước Mỹ luôn, thì hai cái ngân hàng lớn nhất nước Mỹ họ cũng đã có suy nghĩ trái chiều, một ngân hàng nói là khủng hoảng, một ngân hàng nó không rồi đó, nó cũng không biết được nha. Những người chuyên gia cỡ đó họ còn không biết được, thì mình chỉ là nói chung chung vậy cho anh em, là năm sau mình tin đó là năm khó khăn, thì đâu đó BC nó sẽ có một cú đâm xuống. Anh em nào còn tiền mà giữ được mà mua được bạn đó thì đẹp. Quan điểm của mình là mình sẽ chốt trước cái tuần đầu tiên của tháng 12 2023. Quan điểm cá nhân của mình, nếu sai thì mình chịu thôi, mình chốt mình sẽ mua lại. Thì mình mua ở dưới cũng nhiều lắm, mình mua mình đều xôi mọi người hết ở trên ít đó. Thì quan điểm đó là quan điểm cá nhân của mình. Đương nhiên nếu mà nó sai mọi người cũng đừng có phốt gì cả, thực ra sai mình tự mất tiền của mình thôi, đâu vấn đề gì đâu. Nếu thắng thì mình vợ con mình được mà, chứ các bạn cũng có được hưởng gì đâu. Như các bạn thấy mình nhận đền xa các bạn hay lên khịa, mình thấy cái điều đó nó không hay, không hợp lý. Ok, đó là nhiều có thể chia sẻ với anh em, là mình chốt theo timeline, mình sẽ chốt trước cái tuần đầu tiên của tháng 12 2023. Rồi mình sẽ đợi cơ hội gần halving mình sẽ mua lại, khi BC điều chỉnh khoảng 30% mình sẽ mua lại vào lúc đó. Quan điểm cá nhân của mình đó. Cái kế hoạch rất là chi tiết, thì em nghĩ là những cái này thì nó sẽ bổ trợ những cái kế hoạch, những cái mà mọi người đang ở đây đang lắng nghe, mọi người tham khảo về những cái plan của Đức chẳng hạn đấy, thì mọi người sẽ có những cái sự tham khảo nhất định để bổ trợ cho những cái kế hoạch của họ trong tương lai. Về cái xu hướng đầu tư thì em nghĩ là về ngắn hạn có thể chết sẽ mang lại những cái giá trị gì đấy, nhưng mà về dài hạn, mình là một người đầu tư dài hạn thì việc hold nó vẫn là việc quan trọng hơn. Và đấy là và người ta đầu tư dài hạn thì người ta sẽ thích đầu tư vào những cái dự án sớm chẳng hạn. Như anh Đức đã từng em nghĩ là anh ở trong thị trường lâu thì mọi người biết là cái thời điểm ngày trước thì mọi người sẽ thích đầu tư vào, em nghĩ là đến bây giờ cũng thế thôi, mọi người thích đầu tư vào những cái dự án ở giai đoạn sớm, thì những cái đấy là nó sẽ đem lại những cái giá khá là rẻ, và cái tỷ suất lợi nhuận nếu mà mọi người hold trong thời gian dài thì nó sẽ đem lại là cao hơn là việc mình để chỉ cần chết đinh thôi. Thì đấy là lý do và tại sao mà bọn em mang đến bọn em thành lập lên dự án Seapad. Thì Seapad nó là một cái nền tảng mà launchpad hỗ trợ các dự án họ raise fund trên nền tảng của mình để dự án phát triển đấy, thì đấy là bọn em thành lập lên một cái dự án như thế. Và cái mục tiêu của Seapad là đem đến những dự án chất lượng nhất trên thị trường, mà tại đấy thì mọi người sẽ đều nắm được những cái giá trị thì mà dự án đấy có thể mang lại. Ví dụ là dự án này là một dự án có backend rất là tốt, cái roadmap trong dài hạn của họ rất là tốt, và cái kế hoạch tăng trưởng của họ cũng đều đặn theo hàng năm chẳng hạn. Đấy là những cái dự án mà Seapad sẽ mang đến ở trên VanPad của mình, để anh em có thêm những cái cơ hội liên quan đến đầu tư, mọi người có thể thêm sự lựa chọn này. Đấy thì không biết là anh Hoàng đã từng tham gia các gọi là IDO và những cái đầu tư sớm về private sale ở các sàn VanPad nào chưa, và anh có cảm nghĩ về cái việc này không? Cái việc lau bát thì nó là ok nếu anh em có được những suất wallet tốt, thì vì thế nó tốt. Ở đây mình nói tốt là sao ha, ví dụ mình giải thích cho anh em nè. Nếu mà anh em có thấy tại sao các cái quỹ đầu tư á, họ lại rất là thích đi đầu tư vào các cái dự án ở vòng seed sớm không ạ? Thì về cơ bản là quỹ đầu tư họ đầu tư cả trăm cái dự án, thì một cái dự án họ đầu tư khoảng 1% cái số vốn của họ đó, thì anh em biết á, họ được nắm một số lượng token rất là lớn, thì thời điểm đầu họ không có được release đâu. Cái lúc mà listing họ sẽ không được release, nó nếu mà vesting ra được ít 5% thôi. Nhưng mà các quỹ đầu tư lớn họ thường họ sẽ giữ, có nghĩa họ được một cục token rất là lớn, anh em biết họ mua được một cái giá rất là rẻ luôn. Giống như TA mình ví dụ như các dự án nó họ mua được giá cực kỳ rẻ khi listing đã ít vài trăm lần, nhưng mà họ đâu có token đâu, họ sẽ giữ, có nghĩa dự án đó họ sẽ support dự án đến lúc dự án nó thành công. Như anh em nhìn đi, mình có thể ví dụ cho anh em thấy giống như Multicoin Capital đi, họ support cái dự án Solana là anh em biết đúng không ạ? Solana anh em biết giá roi vịt là bao nhiêu mà rất là rẻ kinh khủng khiếp luôn. Đến mà lúc Linh ở trên thì những quỹ đó đó họ kiếm được rất là nhiều tiền. Một thương vụ Solana mà quỹ Multicoin đã kiếm được cái số tiền là tỷ đô đó anh em, thì họ đâu mà họ không phải đầu tư một dự án, họ đầu tư rất là nhiều dự án, anh em thấy không ạ? Thì đó là cái lợi của cái việc mà đầu tư dự án sớm. Mình cũng có đầu tư được một vài dự án sớm thì cũng kiếm được một cái số tiền nó cũng khá. Nhưng mà cái quan trọng nhất anh em đầu tư sớm hay không đầu tư sớm nó không quan trọng bằng cái timeline. Cái timeline là cái quan trọng nhất quyết định anh em có chiến thắng hay không. Timeline là sao ạ? Anh em phải nhìn vào vua của thị trường và vua của dòng tiền. Vua của thị trường là Bitcoin. Là Bitcoin đang giai đoạn nào của chu kỳ halving. Chúng ta mà tham gia thị trường mà không hiểu halving thì chúng ta thua. Chúng ta sẽ nghe nhiều anh em nói bị nhiễu lắm. Anh em các cây queo mà họ chưa nhiều kinh nghiệm thì sẽ nói halving thì nó sẽ tăng, thì sao thị trường nó dễ vậy, thằng nào cũng thắng. Nhưng mà họ không hiểu là thị trường á, nó luôn luôn lặp lại. Thì các bạn nói là halving năm nào cũng tăng vậy thì dễ quá, thằng nào cũng giàu. Đó là anh em nghĩ thôi, anh em sẽ nghĩ lần này sẽ khác, lần này sẽ khác. Nhưng mà thị trường nó vẫn y chang vậy, nó vẫn chạy y chang kịch bản đó. Và việc anh em có làm được hay không làm được thôi. Thì cái timeline của BC nó rất quan trọng. Và anh em phải thêm một cái timeline của kinh tế nữa. Kinh tế là khi nào mà anh em phải thấy ngân hàng trung ương họ kích cầu ra, họ bơm ra nhiều tiền chúng ta mới thấy bull được. Chứ bây giờ mình giải thích cho mọi người nói bull, nhưng mà bên ngân hàng anh em đi làm anh em đủ tiền sửa cho con, anh em không dư một đồng thì làm sao mà bull được, tiền đâu ra mà bull, tiền đâu đâu mà bull. Thì đó là mình phải giải thích mọi người cái sóng 2021 nó tăng trưởng mạnh là sao ạ? Thì nó cộng thiên thời địa lợi nhân hòa rất là nhiều yếu tố, và chúng ta sẽ thấy 2024 2025 cũng có một đợt y chang vậy là sao ạ? Năm sau là bắt đầu giảm xuống lãi suất thì nó sẽ là khủng hoảng kinh tế, mà khủng hoảng kinh tế thì anh em biết rồi, mà đã khủng hoảng là cơ hội, khủng hoảng thì chắc chắn phải bơm, sớm muộn cũng phải bơm thôi. Anh em nhìn lại lịch sử cái sóng 2006 2007 nó giảm lãi suất đi, 2008 khủng hoảng, thì sau khi khủng hoảng xong thì họ bơm ra các cái gói kích cầu quality á, VR, thì anh em sẽ thấy thị trường nó tăng trưởng rất là mạnh, và các năm sau đó được hưởng một cái lãi suất rất là rẻ. Lãi suất rất là rẻ thì nó gọi trong cái chu kỳ tăng trưởng thôi. Lãi suất rẻ thì về cơ bản ai cũng có tiền, người có tiền, nhà có tường, thì tất cả thị trường nó sẽ tăng. Thì anh em lướt theo con sóng là anh em kiếm được tiền. Khi mà ngân hàng trung ương á, họ thu tiền về thì nó sẽ là VN Market thôi. Và anh em mình cũng thực sự là mình cũng có nhiều kinh nghiệm, nhưng mà mình vẫn mất tiền ở trong 2022 chứ không phải là không mất. Nhưng mà mình cũng đã dự phóng được á, anh em có thể đọc bài viết của mình khoảng tháng 11 2021 á, mình có dự phóng là mình nói là lúc đó mình đã đọc được cái báo ở bên báo cáo tài chính của các ngân hàng, họ nói á, là khả năng là trong vòng 3-6 tháng nữa là họ sẽ thu tiền về bằng cách là họ tăng cái lãi suất. Em có thể đọc lại bài viết trên Facebook của mình, nó trên phở bò ha. Thì anh em search là Hoàng Thế Đức á, anh em search cái bài đó anh em sẽ thấy mình nói là khoảng 3-6 tháng nữa cả thị trường Bitcoin và thị trường chứng khoán đều sập. Và anh em thấy đúng như lịch sử á, khi mà ngân hàng họ tăng, họ thay đổi lãi suất, họ tăng, họ thu tiền về, tất cả các thị trường tài chính đều sập, chứng khoán sập rất là nhiều, Bitcoin sập nhiều. Và anh em thấy rất là sập nhiều, cái cú sập liên hoàn để nó rút tiền ra khỏi market. Thì cái điều chúng ta lắng động lại, chúng ta chất đọc lại, đó là timeline. Đầu tư private nó là tốt, nhưng mà timeline sai thì anh em cũng sẽ mất tiền rất là nhiều. Thì hy vọng là anh em có thể tìm hiểu được nhiều kênh nào để anh em đầu tư, có thể là Coilup, cũng có thể là Seapad, nhiều cái nền tảng khác. Thì về cơ bản là anh em nên đầu tư tìm hiểu kỹ vào cái timeline nha, cái timeline BC và timeline của nền kinh tế cộng lại, và anh em chọn được dự án tốt, anh em đi seed được thì nó tuyệt vời. Thì cái kỹ năng trách dự án thì mình cũng đã chia sẻ cho anh em rồi, nó có 15 cái tiêu chí, mình đã public hết rồi, tiêu chí nó trách ở cái nơi nào và đánh giá thang điểm của nó như thế nào, mình đã share hết cho mọi người miễn phí rồi, mọi người có thể vào đó tìm hiểu thêm. Rồi, có những gì mình có thể chia sẻ đó Craby ơi. Vâng, em nghĩ đây là một cái cuộc thi rất là chi tiết ấy, thì khả năng là nếu em mà mọi người chưa có nhiều kinh nghiệm liên quan đến việc đầu tư về dự án chẳng hạn, nếu mà mọi người không nói được trading nhé, tại vì trading đó là một cái việc khác rồi, còn mọi người nếu mà mọi người muốn tham gia vào việc đầu tư dự án thì mọi người có thể tham khảo kênh của anh Hoàng Kiệt Đức, thì anh sẽ có rất nhiều tiêu chí ở trên đấy để hỗ trợ mọi người biết là đây là dự án nào tốt, dự án nào đáng để đầu tư. Và kể cả Seapad cũng thế, Seapad cũng cung cấp rất nhiều thông tin liên quan đến các dự án ở trên nền tảng webpad của Seapad. Mọi người có thể đăng nhập vào, mọi người có thể truy cập vào web của Seapad là seapad.com. Thì trên này có mình dự án đã có lượng trên Seapad list khá là nhiều dự án ở trên này, và mình cũng Seapad cũng cung cấp rất là đầy đủ các thông tin liên quan đến các dự án, dự án này là gì, team của dự án đến từ đâu, dự án có những backer như thế nào, dự án hoạt động với mục đích như thế nào và roadmap của họ như nào, thì Seapad đều chia sẻ đầy đủ những cái thông tin như thế cho anh em ở trên website của Seapad. Và để bảo và khi anh em có nhu cầu đầu tư trên Seapad thì Seapad có những cái chính sách liên quan đến việc mà bảo vệ những cái investor ở trên Seapad, ví dụ như là chính sách về refund chẳng hạn. Tại vì anh em nếu mà anh em thuộc về cái việc đầu tư ở trên các lệnh phát thì mọi người đã biết rồi, các lệnh phát đều có những cái liên quan gì phân khi mà dự án lít sàn giá không phù hợp với lại cái tiêu chí của anh em thì anh em còn có thể bị phân toàn bộ tiền đầu tư anh em lại, và anh em vẫn nhận lại toàn bộ 100% số tiền. Đấy là những cái chính sách mà em nghĩ là cái mùa be này rất là cần thiết cho những cái investor, vì nó sẽ giúp họ giảm khá là nhiều cái rủi ro khi mà họ tham gia đầu tư vào một cái dự án ở trên những cái nền tảng long phát. Thì anh Đức thấy thế nào về việc mà khi mà có những cái dự án cái chính sách mà liên quan đến việc mà refund và bảo vệ người dùng như thế này trên các nền tảng? Nếu mà có chính sách đó thì tuyệt vời quá rồi, gì nữa thì có thể chia sẻ thêm cho mọi người. Anh thì chưa hiểu sâu về Seapad đâu, thì nếu mà có cái gì thì Craby chia sẻ giúp anh và mọi người để cùng tìm hiểu sâu hơn, để hiểu hơn á. Anh thì không biết nhiều Seapad, anh chia sẻ nó cũng không biết gì để chia sẻ đâu, anh chỉ nói về kinh nghiệm của anh về đầu tư thì được. Vâng, em rồi. Vâng, thì đấy, thì cái chính sách 24 giờ refund ở trên Seapad sẽ là khi mà anh em tham gia một cái dự án IDO gì đấy ở trên Seapad chẳng hạn, và anh em đã tham gia đầu tư rồi, anh em đã đầu tư tiền vào rồi, và trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm mà dự án list trên các sàn thì lúc đấy là dự án, các token của dự án sẽ bắt đầu có giá, và anh em nếu mà cảm thấy cái giá đấy nó không phù hợp với cái tiêu chí đầu tư của anh em thì anh em có thể toàn bộ request 100% phần refund toàn bộ của investment của anh em lại, anh em sẽ nhận lại được 100% số tiền anh em đầu tư. Đấy, thì cái chính sách này em nghĩ nó sẽ hạn chế rất nhiều những cái rủi ro anh em sẽ gặp phải khi mà anh em ra đây ơi, em tắt mic mọi người ra đi, xong rồi mà mở lại, có ai đang mở mic nói ồn đó, em tắt mic mọi người xong em nói mở lại đi. Vâng, bên em có ổn không ạ? Hình như ai đang nói gì anh nghe nó bị soi soi á ta. Ok rồi, ra đi nói tiếp đi. Ok. Vâng, thế thì là được những cái chính sách mà Seapad có thể đáp ứng được để hỗ trợ cái việc đầu tư của anh em trong khi mà tham gia các hoạt động liên quan đến Seapad. Đây thì em thấy có một số anh em đang request để có thể là muốn cùng trò chuyện với anh em, thì anh sẽ cho một anh em ở đây lên sticker để anh em cùng chia sẻ cái góc nhìn của anh em về thị trường hiện tại. Chào anh Hoan ạ. Cảm ơn anh đã dành thời gian tham gia đến buổi EMA ngày hôm nay giữa Seapad và anh Đức. Thì không biết là anh có cái câu chuyện gì muốn chia sẻ cùng với nhau ngày hôm nay không ạ? Ra đi nói anh là có câu chuyện gì chia sẻ hay anh nói với Hải ta anh bị nó bên tới anh tín hiệu của anh nó bị yếu á, anh không nghe được cái đoạn này. Em vừa accept một anh Hoan lên speaker thì đang mời anh Hoan chia sẻ về cái buổi em đây đến nay. Anh không biết có cái câu chuyện gì muốn chia sẻ với nhau không? Ok, anh Hoan có thể lên mic. Tại vì anh bị do cái phòng nó đông á, nó bị nhiễu một xíu không sao. Anh Hoan chắc là có vấn đề gì đấy liên quan đến mạng thì anh Hoan đã disconnect khỏi EMA hôm nay rồi. Em nghĩ là chúng ta đã trải qua gần 1 tiếng đồng hồ mà có rất nhiều câu chuyện và kiến thức và giữa anh Hoàng, anh Đức và Seapad cùng nhau chia sẻ. Hy vọng nó sẽ cung cấp lại dữ liệu rất nhiều thông tin cho anh em ngày hôm nay để anh em có thể gọi là trang bị đầy đủ kiến thức và có nhiều những cái thông tin hơn để tiếp tục tham gia thị trường Web3 của chúng ta ngày hôm nay. Thì em nghĩ là chắc chúng ta cũng đi đến phần kết thôi. Thì không biết là anh Đức có cái điều gì muốn chia sẻ ở phần kết của chương trình hôm nay không ạ? Nếu mà chia sẻ thì mình có thể tóm lại một cái vài vấn đề cho anh em. Mọi người cũng đã trải qua một cái mùa be rất là nhiều cái đau thương kinh khủng khiếp. Thì từ cái đợt mà 19 tháng 5 2021 là nó có một cái cú sập rất là kinh, rồi sau đó là anh em thấy 2022 là tháng 4 thì Luna, rồi rất là nhiều FTX, rồi Sensuous, Three Arrow, rồi rất là nhiều cái quỹ sập và cuốn theo rất là nhiều tài sản của anh em. Thì nếu mà anh em đang còn ở trong thị trường, anh em trụ được đoạn này á, thì anh em cũng cố gắng vững tin. Chúng ta cũng đã ở giai đoạn đáy và bắt đầu đi thoai thoải lên ở một cái chu kỳ tiếp theo, và hy vọng anh em vững tin để có thể chọn được những cái dự án theo mỗi tiêu chí của anh em thôi. Lựa chọn tốt là cái việc timeline nó rất là quan trọng. Và bây giờ nếu mà anh em đến đoạn này mà anh em bỏ nữa thì nó tiếc lắm. Thì mình thấy 2 năm tới 2024 và 2025 sẽ là 2 năm kiếm tiền cho anh em. Hy vọng mọi người còn đủ niềm tin để vững bước trong thị trường, thì cùng nhau học, cùng nhau chia sẻ kiến thức để học hỏi những cái gì mới của thị trường. Mình cũng mong muốn là kết nối được thêm nhiều anh em ở Seapad, như là kết nối được nhiều các anh em ở bên Web3 Lab nè, và các cái team khác, rất là nhiều team khác để học hỏi, để đưa trau dồi kiến thức, để mình cập nhật được sát cái thị trường, để không bỏ lỡ những cơ hội đầu tư và những cái trend mới nhất của thị trường anh em ha. Thì những gì mình có thể chia sẻ với anh em nó chỉ đơn giản vậy thôi. Rất cảm ơn anh Đức đã dành thời gian tham gia đến buổi. Rất cảm ơn anh Đức đã dành thời gian tham gia buổi EMA ngày hôm nay với Seapad. Thì hy vọng những kiến thức hôm nay anh Đức chia sẻ đã đáp ứng được hầu hết cái nhu cầu của anh em khi mà lắng nghe buổi EMA ngày hôm nay. Với Seapad thì hiện tại trên Seapad đang có một vài dự án mà anh em có thể tham khảo ở trên Seapad, như là dự án sắp tới là Say Network và có một vài dự án khác như là IvanPay. IvanPay là một dự án partner với lại Binance Pay để hỗ trợ về mảng thanh khoán liên quan đến khai app ở trên Binance, hoặc là Total Ninja. Thì dự án đấy là được một dự án được Coilup đầu tư liên quan đến sản phẩm public. Các em hoàn toàn có thể tham khảo những cái khoản này ở trên website của Seapad và lựa chọn một trong những cơ hội đầu tư an toàn với Seapad. Thì đấy là những cái mà em mong muốn mà truyền tải thông qua cái đây ngày hôm nay cùng với ông Đức, và những cái mà tiếp nhận được những cái thông tin rất là hữu ích từ phía ông Đức. Và cảm ơn anh đã dành thời gian tham gia buổi hôm nay. Thì chắc là anh em mình cùng chào mọi người ở đây một chút chứ rồi. Thì okay. Đức muốn chào anh Đức, chắc bắt đầu chào mọi người trước thôi. Ok, cảm ơn Craby đã tạo điều kiện cho anh em có một buổi giao lưu chia sẻ về một cái nền tảng mới để anh em tìm hiểu cái nền tảng gọi vốn mới, để có thể nhiều anh em cũng có nhu cầu thì anh em có thể học, có thể vào trong cái ít của Seapad anh em đọc thêm thông tin ha. Và hy vọng là Seapad cập nhật nhiều cái thông tin mới trên cái kênh Seapad cho anh em tìm hiểu. Cảm ơn tất cả anh em đang nghe cái phòng này, cảm ơn Radi và tất cả mọi người. Ở dưới nhiều lắm mình không cảm ơn hết, mình thấy có cả Oliver Hoàng và mấy anh em bên Web3 có vào ở dưới hết đó, nhưng mà không cảm ơn hết đâu nha. Thì mong chúc mọi người một cái buổi tối chủ nhật thật là vui vẻ bên gia đình người thân nha. Chúc anh Đức có một buổi tối thật là vui vẻ cùng với người thân, gia đình của mình và bạn bè. Vâng, Seapad cũng nhân dịp đây là cuối tuần và mọi người đã bỏ thời gian ra để cùng nhau ngồi với Seapad và anh Đức ngày hôm nay chia sẻ những cái thông tin cùng với nhau, thì rất cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian tham gia ngày hôm nay và chúc mọi người cũng vui vẻ. Còn nhiều buổi anh em có thể nói chuyện được nhiều với nhau hơn, sâu hơn về một cái dự án nữa thì nó tuyệt vời lắm. Ok, rồi đi ha. Vâng, chắc chắn rồi ạ. Thì có thể tương lai sẽ còn rất nhiều cái MA về tiếng Việt như này nữa để anh em tiện tham gia hơn. Tại vì chủ yếu các cái MA ở trên Seapad là tiếng Anh thôi. Thì bọn anh sẽ có thể mở thêm nhiều MA liên quan đến tiếng Việt nữa để anh em cộng đồng Việt Nam có thể dễ dàng trong giao lưu với anh em hơn. Sắp tới mình cũng có thể bay tiếng Anh cũng được. Tại vì thật ra nếu mà bay mình có người dịch lại anh nghĩ nó cũng hợp lý. Có thể là tại vì tuần tới tụi anh cũng có bay với Say Network nè, 100% bằng tiếng Anh đó. Nhưng mà mình nghĩ không biết người Việt có đón nhận hay không. Tại vì người Việt phải dịch, nhưng mà dịch nó lại tốn thời gian đó, nên mình nghĩ chắc là tiếng Anh nó bị ngắt quãng đó. Nên mình muốn là nói chứ mà tiếng Anh 100% thì Anh luôn á, chứ dịch lại thì nó bị ngắt quãng. Có nghĩa là cái người speaker họ đang nói đó, cái cảm xúc họ bị ngắt quãng là nó cũng sẽ không hay á. Nhưng mà nếu mà chúng ta target vào cái nhóm khách hàng ở đây á, thì chúng ta có thể là nói tiếng Việt buổi này 100%. Còn buổi nào chúng ta target vào cái nhóm khách hàng ở vùng châu Á thì chúng ta dùng tiếng Anh, thì mình nghĩ nó cũng hợp lý thôi. Ray thấy thế nào? Vâng, bọn em sẽ tiếp thu cái ghi nhận này, ghi nhận những cái thông tin này và bọn em sẽ cố gắng tìm ra một phương án hoàn hảo nhất để cùng mọi người cùng nhau tham gia vào một cái MA được thuận lợi nhất. Vâng. Cảm ơn mọi người hôm nay và chúc mọi người một cuối tuần vui vẻ. Chúc anh Đức một cuối tuần vui vẻ. Vâng, xin chào mọi người.